Chúng ta đang có mặt ngay khu shop house của trung tâm thành phố, thuộc phường 5 của thành phố Vị Thanh. Ngay khu Trần Hưng Đạo, một tiền Trần Hưng Đạo, khu kênh Sài Gòn. Thì phía trước mà chúng ta là những giấy shop house xây sẵn, nhà thiết kế một trệt, hai lầu sân thượng, diện tích sử dụng gần 500 m², diện tích sàn. Thì hiện nay chủ đầu tư đã xây dựng về phần thô tương đối được khoảng tầm 4-50%, thì chuẩn bị xong phần thô và đi vào hoàn thiện. Các khu vực shop house này thì có view nhìn rất thoáng, có view hướng về công viên. Hiện nay khu vực công viên này cũng sắp hoàn thiện rồi quý anh chị. Đó, thì khi mà hoàn thiện thì khu vực này sẽ lên đèn và như về vào đêm thì rất là đẹp. Đó, xa xa chúng ta cũng là những dãy nhà shop house. Thì những khu vực đối diện bên cạnh bên đấy thì diện tích tương đối khoảng 5 x 22. Đây thì giá một căn shop house tại đây với giá trung bình khoảng tầm 3.4 tỷ một căn. Có những căn khoảng tầm 3.36 tỷ, một số căn 3.5 tỷ, 3.6 tỷ một căn, tùy vào cái vị trí. Thầy quý anh chị, cái khu này thuộc đất ngay khu trung tâm thành phố rồi. Đó, với một căn 3.5 tỷ như thế này thì thực tế là giá rất là rẻ. Nguyên phần xây dựng căn nhà như thế này thì giá của anh chị nó tính ra thì cũng rơi vào khoảng tầm 2 tỷ cho căn nhà rồi. Mình chưa tính tiền đất và một vị trí là trung tâm của thành phố, thì khu vực này rất đáng để quý anh chị tìm hiểu và đầu tư. Đó, thì hiện nay bên mình còn một số căn đẹp, ví dụ như căn này. Ở phía trước của chúng ta căn này, căn này là căn gốc này, diện tích 5 x 56, diện tích dài khoảng 19, ngang khoảng tầm 6 mét. Đây chúng ta xây có một phía dưới thì có hành lang này, nó hành lang bên hông nữa, và đây là ngay khu vực ngã tư, có vỉa hè rất là lớn quý anh chị, vừa sở hữu vỉa hè và lại có một cái phần bên hông nhà. Đây quý anh chị thấy, đây là phần bên hông nhà. Đấy, khi mình về đây mình kinh doanh buôn bán thì phần bên hông nhà này công năng sử dụng rất là lớn, kết hợp với vỉa hè. Đây, có phần bên hông nhà này khoảng tầm 1.5 m, và khúc ở phía dưới cũng thông luôn, dẫn quý anh chị ra phía sau này. Đó là cửa trước, thông cửa trước và thông cửa sau. Đó, khu vực ở phía sau quý anh chị. Đây một sau nhà này. Ví dụ như quý anh chị bán quán ăn, quán nước. Đó, thì cái phần khung ở sau này quý anh chị có một không gian rất là rộng, kết hợp với lại hông nhà và vỉa hè, rất là đẹp. Nó hay làm quán ăn, cũng rất là tiện quý anh chị. Ở phía trước, phía trong nhà chúng ta có thể cho thuê văn phòng bình thường, ở bên ngoài này thì chúng ta vẫn cứ kinh doanh bình thường. Đấy, và cái sạp vỉa hè này, khu này là khu ngã tư này, khu trung tâm của dự án. Thế thì ngoài những cái căn gốc như thế này thì những cái căn thường ở bên trong thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nếu chị mua một căn thì giá khoảng tầm dao động khoảng tầm 4 tỷ, giá rất là đáng để quý anh chị tìm hiểu. Thì quý anh chị sắp xếp có thể liên hệ với em để em sắp xếp cho quý anh chị một buổi tham quan tại khu vực này. Thì hiện nay dự án này đã gần đi vào hoạt động rồi. Đối với dự án này hiện nay đã có sổ hết, quý chị mua thì cực kỳ an tâm về pháp lý, nhưng mình chỉ thanh toán và đợi ngày giao nhà nữa thôi. Thì khi hiện nay là chủ đầu tư còn đang xây thô nên giá vẫn còn tương đối rẻ. Đến khi mà bắt đầu hoàn thiện về hạ tầng hay là hoàn thiện về nhà ở thì lúc đó sẽ có những cái bước giá nó sẽ lên rất là cao. Thì quý anh chị mua lúc đó thì nó sẽ bị mất đi một khoản tiền cũng tương đối khá. Thì hôm nay em làm clip này thì gửi đến quý anh chị. Quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ em sớm để mình xuống tham quan khu vực này.
Đó, còn dưới đất này là xung quanh đây thì nay cũng là hạ tầng xong hết rồi, thì bên em khoảng tầm 2 tháng tới là bên em bàn giao này cho khách hàng, thì khi đó là khách hàng về xây nhà rất là nhiều, và đặc biệt dự án tại đây thì khách hàng địa phương ở đây mua rất là nhiều quý anh chị. Và khi mà bàn giao đất đó thì khách hàng sẽ về đây xây nhà rất là nhanh. Đó, tạo nên khu dân cư cực kỳ sầm uất. Đó, quý anh chị nhìn ra xa thì có xe chạy này. Đó, đó là cái trục đường Võ Văn Kiệt, đó, trục đường chính của thành phố. Đó. Đó, xa xa những cái tòa nhà bên đấy, cách đấy khoảng tầm 500 m, đó là khu hành chánh. Đây quý anh chị, nó ngoài đường này đường Võ Văn Kiệt đấy. Đó thì những cái tòa nhà này ngoài đường Võ Văn Kiệt, đó, Võ Văn Kiệt thì đi dọc theo là khu hành chánh cả. Thôi, hẹn gặp quý anh chị ở những video tiếp theo. Em xin dừng video tại đây.